Xin được chào các cô bác anh chị đang xem video của Linh Nguyễn. Những lời này Linh muốn gửi đến những con bò đỏ cộng sản và những người đang ngu si đần độn phục tùng cho lũ cộng sản thất đức thối nát ấy. Mấy người có lương tri hay không, có trái tim hay không, có nhận thức của một con người hay không, mà vì một chút yên ổn tạm thời, vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà bán mạng cho lũ cộng sản thất đức, bỏ mặc sự đau khổ, sự chết chóc và sự bất công đến uất hận mà quê hương và đất nước của chính mấy người đang phải gánh chịu hằng ngày bởi chế độ cộng sản mang tới. Mấy người đang biện luận rằng cuộc sống ở Việt Nam đang rất yên bình, đang rất hạnh phúc, không có chiến tranh chết chóc như các nước khác trên thế giới và điển hình như là Syria. Và mấy người bảo rằng là thà sống vất vả, khổ nhục một tí còn hơn là chiến tranh đổ máu. Nhưng thực ra mấy người đâu có biết rằng những gì người dân Syria đang gánh chịu chẳng nhằm nhò gì so với người dân Việt Nam mình đang gánh chịu suốt hàng chục năm qua. Vô số dân ở đất nước chúng ta đang phải sống lầm than, nghèo khổ, cùng cực, chết dần chết mòn vì những hệ lụy nghiêm trọng mà lũ cộng sản thất đức kia đang mang tới. Có đi tới hang cùng ngõ hẻm của các thành phố lớn, chẳng cần nói gì đến những vùng quê, thấy được sự cùng cực của người dân. Người dân từ nghèo khổ cho đến giàu có đều phải sống trong sự bất an đến cực độ. Sự bất an lan rộng đến mức mà các quan chức cộng sản giang. Sự bất an lan rộng đến mức cả những quan chức giàu sang nhờ sự tham nhũng cũng tất tảnh lo âu và tẩu tán tài sản, gia đình khỏi Việt Nam. Hàng năm có đến hàng nghìn công dân siêu giàu của Việt Nam, đa số là các quan chức tham nhũng và họ hàng thân thích của các vị lãnh đạo, xuất ngoại và mang theo số tiền cực lớn và ước tính khoảng 12 tỷ đô la ra nước ngoài, sống và làm ăn, chủ yếu là để rửa tiền vì cảm thấy nước mình không phải là nơi an toàn để cất giữ tài sản và sinh sống. Thực phẩm giả, độc hại, chế biến mất vệ sinh, lan tràn khắp mọi nơi. Thức ăn thức uống bị tẩm hóa chất độc hại không kiểm soát. Cuộc sống đầy lo âu, ra đường bất an, trong nhà cũng bất ổn. Môi trường bụi bặm ô nhiễm, thức ăn đầu độc, cái gì cũng là giả. Công việc không có, thất nghiệp đầy đường, chuyện gì cũng phải đút lót bôi trơn mới xong. Các lãnh đạo cộng sản vào tù ra tội, chạy án rồi giảm án, lãnh đạo ám hại lẫn nhau như kẻ thù. Sự đời thì đảo điên, kẻ sợ giặc đầu hàng giặc, kẻ bán nước, phá hoại đất nước thì bao hoa dạy bảo về lòng yêu nước. Những con người yêu nước thật lòng, chống lại sự bất công, chống lại kẻ xâm lược và mong muốn đất nước có được dân chủ và nhân quyền thì bị quy chụp là những kẻ phản động bán nước và bị phạt tù đến 15-20 năm tù. Lẽ ra những lãnh đạo phải nhìn thấy được tình trạng thảm hại của đất nước mình đang phải oằn mình gánh chịu mà để giật mình để giải quyết tận gốc. Thế nhưng lũ cộng sản thất đức kia vẫn rêu rao mị dân rằng đất nước đang phát triển rất ổn định và bền vững. Tất cả đều là do lũ cộng sản thất đức, bất tài, vô dụng, chỉ biết lo vơ vét của cải về cho bản thân, do quản lý sai lầm, do đặt đảng lên trên dân, thà giết dân để bảo vệ đảng, chứ không thể để mất đảng vì bất kỳ giá nào. Một chế độ không có luật pháp, lãnh đạo coi thường đạo lý và đạo đức, xóa bỏ thuần phong mỹ tục truyền thống. Đảng xuống cấp, đảng thối nát thì xã hội tha hóa là chuyện đương nhiên. Cái gốc của sự bất an, sự đau khổ nặng nề bao trùm khắp mọi lĩnh vực trong xã hội là do cái học thuyết sai lầm của cộng sản, do những đường lối sai, chính sách sai, mô hình cai trị sai. Tất cả phải sửa từ gốc, chứ không phải là chỉ tỉa lá vàng, bẻ cành khô mà phải đốn tận gốc, vứt bỏ hết và trồng một cây mới của thời đại văn minh nhân loại để tạo nên một cây mới, một xã hội mới đầy nhựa sống cho đầy hoa thơm quả ngọt. Syria và các nước chiến tranh, dù sao thì họ vẫn có nhiều hy vọng để thay đổi vì họ đang có một cuộc chiến. Một cuộc chiến để được thay đổi, để được thoát khỏi lũ độc tài. Họ dám nhận lấy một lần đau khổ để rồi thay đổi, một lần đau là thôi. Còn Việt Nam mình thì đau mãi và mãi chưa biết bao giờ mới thôi. Việt Nam hầu như đã thua về mọi mặt trận, đã nằm trong thế tuyệt vọng. Người dân Việt Nam chúng ta dường như không ai muốn thay đổi, vẫn cứ muốn sống chui lủi, vẫn muốn sống hèn, muốn dỉ nhau để chết chùm, chứ còn hơn là đứng lên bảo vệ lẽ phải để cùng nhau được sống, được hưởng những quyền chính đáng của một con người, được sống, được làm những việc không trái lương tâm của mình, để cùng nhau chuyển đổi một xã hội bất an, cùng cực thành một xã hội bình an thịnh vượng, để được quyền lựa chọn cho mình một lãnh đạo vì quyền lợi của nhân dân, của đất nước, chứ không phải vì cái lòng tham vô đáy của lãnh đạo cộng sản, để đất nước được phát triển một tương lai tươi sáng cho những thế hệ sau, để xóa bỏ những tham nhũng,
bất công, lạc hậu, hòa nhập với thế giới hiện đại văn minh, có pháp quyền vững chắc, có tự do dân chủ, có nhân quyền đầy đủ, có những điều kiện để cuộc sống có an ninh, có bình an, có cuộc sống thật sự an lành cho gia đình, cho xã hội, cho tương lai con cái và đất nước của chúng ta. Cộng sản thì vẫn mãi chỉ là cộng sản. Cho dù là thế hệ nào hay giới tính nào thì họ đều chỉ có một lối ứng xử. Đó là dối trá, gian ngoa, xảo quyệt và bất chấp sự thật. Vì thế bất kỳ ai tin vào cộng sản, tin vào cái thứ gọi là phong kiến trao truyền con nối thì đều là thứ ảo vọng. Cả đất nước Việt Nam có 11 triệu tên cộng sản đang hoạt động hoặc nghỉ hưu dưới ngân sách của nhà nước. Mà ngân sách của nhà nước thì từ mồ hôi xương máu, từ mạng sống của nhân dân và è cổ ra trả lương nuôi chúng. Tính ra thì cứ 40 người dân phải nuôi một tên cộng sản. Thế nhưng không một ngân sách nhà nước nào có thể nuôi nổi một bộ máy ăn tàn phá hoại như vậy. Những tên cộng sản này là những con ký sinh trùng, là những con trùng độc, hại dân hại nước. Đó là chưa kể đến người dân của chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ trong số 11 triệu tên cộng sản này. Căn bệnh mãn tính cộng sản nó xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi tình huống. Và ở đây, một lần nữa, tôi xin vạch trần sự man dợ dối trá, sự dối gạt lừa đảo của cộng sản. Sự gian trá ấy có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì bản chất của cộng sản. Họ có thể làm những điều mà một người tử tế không tài nào làm được. Cộng sản bắt đầu bằng một kịch bản hoàn toàn giả tạo trong xã hội. Một số người thì tin là đúng, trở thành kẻ cuồng tín và mù quáng. Một số người thì bắt đầu lợi dụng để thủ lợi, và còn có những kẻ phải bắt đầu đóng kịch để thích nghi hoặc hùa theo nó. Điều này thực chất đã xảy ra trong mọi nước cộng sản, cho đến khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rồi tan rã. Chính cộng sản đã tạo nên sự chia rẽ, sự lừa dối nhau trong quan hệ con người, trong xã hội lịch sử loài người, do chính quan niệm giả tạo không đúng sự thật khách quan trong lý thuyết của cộng sản. Điều đó tạo nên sự đau xót chung cho toàn xã hội, và xã hội cũng khó đi lên, khó mà phát triển được, thậm chí chỉ dậm chân tại chỗ. Sự cưỡng chế đi kèm với sự hy sinh mọi mặt, nhất là mặt thật thà của con người, ai ai cũng bị đánh mất. Cũng bởi như vậy mà xã hội Việt Nam bây giờ trở thành gian dối, mù quáng, con người trở nên mưu mô, dối gạt nhau để tồn tại. Đó là điều phản nhân văn, phản lương thiện, phản trung thực, phản đạo đức, và có lẽ chỉ có con người sống và tôn thờ cộng sản mới có thể coi đó là điều bình thường. Bởi nó hoàn toàn trái lại mọi quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử xã hội loài người. Từ đó nó tạo ra những cơ chế chính trị tuyệt đối độc đoán, độc tài, hoàn toàn thủ tiêu mọi yêu cầu về tự do dân chủ, đúng đắn của một con người cũng như toàn xã hội. Nó tạo lên một tâm lý giả dối mọi mặt, đóng kịch mọi mặt, cả cá nhân cũng như là xã hội. Và đó không những là sự sai phạm mà là tội lỗi muôn đời của cộng sản. Tình hình tham nhũng ở Việt Nam hiện nay thực sự là quá kinh khủng và nghiêm trọng, với nhiều biểu hiện tinh vi, phức tạp, trắng trợn, lộ liễu và phổ biến trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp và nhiều ngành. Trước đây tham nhũng xảy ra ở các cấp các ngành như công an, tòa án, giao thông, kinh tế, nhưng hiện nay đã lan sang nhiều lĩnh vực khác vốn được coi trọng về đạo lý như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện và phòng chống dịch bệnh. Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đang gây ra sự tai hại nghiêm trọng và sự khốn khổ cùng cực cho dân tộc Việt Nam. Tham nhũng gây ra thiệt hại lớn đến ngân sách quốc gia, tiền của, thời gian, công sức lao động cực khổ của người dân. Giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan đến mỗi một vụ tham nhũng lên đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỷ đồng. Đó là một con số lớn và đáng lo ngại so với số thu ngân sách hàng năm của Việt Nam. Ở mức độ khác, việc các quan chức, đảng viên sách nhiễu gây khó dễ với người dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng chức quyền khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân mất rất nhiều tiền bạc, công sức, thời gian và mất đi sự công bằng minh bạch để có thể thực hiện được các công việc của mình, như xin các loại giấy phép, giấy chứng nhận, mua bán, chỗ làm ở các cơ quan hành chính hoặc các loại giấy tờ khác. Người dân phải có tiền lót tay hoặc là tiền bôi trơn cho các cán bộ cộng sản. Tham nhũng xâm phạm, làm thay đổi, đảo lộn các chuẩn mực đạo đức, dẫn đến sự suy đồi của xã hội. Con người sống càng ngày càng tha hóa, sẵn sàng dẫm đạp với nhau mà sống, để mình được sống, được có nhiều tiền và bất chấp luân thường đạo lý. Điều đáng báo động là tham nhũng đang dường như trở thành một chuyện bình thường trong quan niệm của các cán bộ cộng sản. Hầu hết các quan chức lãnh đạo cấp trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có số lượng cổ phần lớn nhất trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
Tài sản lên đến hàng trăm triệu đô la được tẩu tán ra các ngân hàng ngoại quốc và được chuyển cho thân nhân ở nước ngoài qua hình thức chuyển ngân chui. Nhà ở của các thành phần quyền cao chức trọng này thường là những biệt thự kiến trúc khang trang bậc nhất của thành phố, con cháu đều được đi du học ở nước ngoài. Thử hỏi với đồng lương trung bình dưới 1.000 Mỹ Kim mỗi tháng của họ thì làm sao họ có thể có được điều kiện đế vương như vậy? Không một cơ quan luật pháp nào có quyền được kiểm tra tài sản của họ. Dù mọi người biết rằng những tài sản, những tiện nghi đó đều xuất phát từ những nguồn thu nhập bất minh do hành động rút ruột tài sản của quốc gia hay các công trình phúc lợi chung của nhân dân. Các quan chức thuộc hàng thứ trưởng, bí thư, chủ tịch cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện hầu hết đều là đàn em phe cánh của cấp trung ương, cũng dựa theo cấp trên mà tham nhũng, làm ăn phi pháp, trục lợi mà không sợ bị luật pháp trừng trị. Chỉ cần tổng lượt một số tin tiêu cực về cán bộ bị đăng tải trên báo chí nhà nước, người ta cũng có thể hình dung được căn bệnh tham nhũng này đang đục khoét đất nước của chúng ta ra làm sao. Các quan chức cấp địa phương như phường, xã, thôn thì ăn cướp của dân, ăn cắp của công trong những phi vụ do địa phương cai quản, như cắt xén, ăn bớt các khoản tiền trợ cấp an sinh xã hội địa phương, tiền cứu tế dân nghèo, hàng hóa vật chất thực phẩm của các vùng lũ lụt thiên tai. Chuyện này không chỉ là trường hợp đơn lẻ ở một vài thôn mà xảy ra rất nhiều ở tỉnh thành. Tại sao hầu hết các cán bộ cộng sản đều dính vào đường dây tham nhũng mà không phải lo ngại? Câu trả lời rất dễ dàng. Đó là vì lực lượng tham nhũng quá lớn, bao gồm cả những thành phần lãnh đạo cao cấp, có quyền lực trong tay rất mạnh mẽ, được che chắn bảo vệ rất vững vàng, không ai có thể động tới được. Nhưng ai còn có lương tâm, muốn phanh phui chuyện tham nhũng, kết tội tham nhũng thì chính những người này sẽ bị trù dập và bị đổi vào tù tội một cách nhanh chóng để bịt miệng. Còn những tên tội phạm tham nhũng thì được bộ máy nhà nước bảo vệ bằng nhiều cách làm khi rất nghịch lý, trăng tráo và trơ trẽn. Cứ nhìn vào thực tế và những vụ xét xử phạm nhân cấp cao tham nhũng thì biết ngay. Những quan chức này khi bị phát hiện thì đều được xét xử miễn truy cứu, trách nhiệm hình sự được thay đổi tội danh, tình tiết tham nhũng được giảm nhẹ vì là đảng viên của cộng sản. Với cơ chế lãnh đạo hiện nay thì chống tham nhũng chỉ là một chiêu bài mị dân của chế độ. Không ai có thể chống lại hay giải quyết được quốc nạn này. Thứ giặc nội xâm này chỉ bị tận diệt khi đất nước được giám sát bởi một chế độ dân chủ đa đảng. Nó khác hơn trong nền dân chủ được luật pháp cai trị thì tham nhũng không có cơ hội hoành hành sâu rộng đến như vậy. Bởi vì lo sợ điều này nên cộng sản Việt Nam càng cấu kết chặt chẽ để bảo vệ nhau và dùng bạo lực để trù dập tất cả những ai chống đối tham nhũng, những ai đòi hỏi sự tự do, minh bạch, dân chủ, nhân quyền bằng cách ép tội chống lại nhà cầm quyền và tuyên truyền chống phá đất nước.